Quảng Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em con máy cài Shibora SU 1301 máy cài mini này, còn mới lắm anh nè, này nó một cầu nha anh em, đồ đạt rồi nè anh em thấy không, heo quét rồi nè, mới tinh. Biết rồi bóc à, con này nó xài cái động cơ hai máy nè nè, đó thấy không, mới tinh, xài cái động cơ phải nói luôn, bình này bình rin theo xe luôn, mà khi giao cho anh em là em vẫn để bình mới nha, chứ không có để bình bình ấy đâu, thay bình thay được nhớt nè, nhớt nhớt máy nhớt số đồ đỏ có bánh rồi, gai còn cao nè anh em thấy không, này nó đi cái vỏ sau như vậy là 816 816, con này luôn đuôi xế riêng theo xe luôn nha anh em, đuôi xế riêng theo xe giao đồ còn mới cáo, con này viên si viên riêng luôn, không lai lô liếc liếc nữa. Vàng này là nó 1m03 1m203 mưa rơi còn sạc chiếc rồi nè anh em thấy không, tiếng chiếu hậu còn ok luôn à, em cũng tranh thủ em quay với mưa rồi anh em, con này nó chạy như vậy là 461 giờ 400 mấy giờ thôi. À, đây là ve nhanh chậm mo tương ứng với lại 3 tầng 123 số xới thì 123 đi sai, con này mấy anh em có cái miếng giường nhỏ nhỏ đồ xài thôi chứ anh em thấy không, ít xài đó anh em, bỏ bánh trước mới vậy. Gần
buổi tối vui vẻ hạnh phúc.